Đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 1 vừa cho biết, thời gian vừa qua, tình trạng taxi dù hoạt động bát nháo ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã gây mất trật tự an ninh nên đơn vị đã phối hợp với công an phường Phạm Ngũ Lão đã tiến hành ra quân xử lý. Cụ thể, trong tối ngày 19 tháng 11, tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện, 10 chiếc taxi có phù hiệu không đúng quy định đang tìm bắt khách thì bị lực lượng chức năng tiếp cận và yêu cầu kiểm tra. Trong đó có tới 4 trường hợp tài xế mang theo các loại tiếp sắt, gậy gỗ trong cốp xe. Khi được hỏi, các tài xế này khai mục đích của các đồ vật đó dùng để đẩy thanh bánh xe khi xảy ra sự cố. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các tài xế tháo hộp đèn, logo, phù hiệu, đồng thời lập biên bản, đưa về trụ sở công an phường Phạm Ngũ Lão để lấy lời khai xử lý.